Chào mừng quý vị đã đến với Rural Living, cuộc sống đường biên Canada. Hôm nay là ngày 28 tây tháng 2 năm 2022. Thủy xin cập nhật tin tức để gửi đến quý vị. Theo tờ Observer và The Guardian, quân đội Nga đối mặt với sự kháng cự quyết liệt khi Đức từ bỏ lập trường quân sự thời hậu chiến để cung cấp vũ khí cho Ukraine. Vladimir Putin đang đối mặt với sự cô lập của quốc tế ngày càng tăng lên khi các đồng minh lâu năm quay lưng lại với ông sau cuộc xâm lược Ukraine và các quốc gia phương Tây lên kế hoạch hành động quân sự và tài chính quyết định chống lại Moscow. Khi hy vọng về một chiến thắng nhanh chóng tan thành mây khói trước sự kháng cự quyết liệt của binh lính Ukraine, Tổng thống Nga đã bị đồng minh chủ chốt của mình là Trung Quốc bỏ rơi. Trong diễn biến có lẽ nổi bật nhất vào tối thứ Bảy, Đức tuyên bố sẽ cung cấp cho quân đội Ukraine 1.000 vũ khí chống tăng cũng như 500 tên lửa Stinger từ nguồn dự trữ quân sự của nước này. Và cũng theo tờ Reuters, ở Copenhagen ngày 27 tháng 2, Đan Mạch sẽ tặng 2.700 vũ khí chống xe tăng cho Ukraine. Nga yêu cầu Google khôi phục các quyền truy cập vào các kênh YouTube truyền thông của họ ở Ukraine. Cơ quan quản lý truyền thông nhà nước của Nga hôm Chủ nhật cho biết họ đã viết thư cho Google của Alphabet Inc. và yêu cầu khôi phục quyền truy cập vào các kênh YouTube của phương tiện truyền thông Nga trên lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin đặt lệnh răn đe hạt nhân của Nga vào tình trạng báo động cao vào Chủ nhật khi đối mặt với sự trả đũa của phương Tây đối với cuộc chiến của ông ở Ukraine, vốn cho biết họ đã đẩy lùi các lực lượng mặt đất của Nga tấn công vào các thành phố lớn nhất của họ. Chưa đầy 4 ngày sau khi bắt đầu, cuộc xâm lược đã gây ra một phản ứng chính trị, chiến lược, kinh tế và doanh nghiệp của phương Tây chưa từng có về mức độ và sự phối hợp của mọi người. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Europe là Joseph Borrell đã viết một bài báo trên tờ Guardian: với cuộc chiến tranh nhằm vào Ukraine, thế giới sẽ không bao giờ còn như xưa nữa. Liên minh châu Âu 27 quốc gia hôm Chủ nhật đã quyết định lần đầu tiên trong lịch sử cung cấp vũ khí cho một quốc gia đang có chiến tranh. Một nguồn tin nói với Reuters rằng họ sẽ gửi 450 triệu euro, khoảng 507 triệu USD vũ khí cho Ukraine. Borrell tại một cuộc họp báo hôm Chủ nhật cho biết sự hỗ trợ của Europe sẽ bao gồm việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Đồng rút của Nga giảm hơn 20% xuống mức thấp kỷ lục so với đồng đô la vào thứ Hai trong giao dịch thương mại ở châu Á sau khi các quốc gia phương Tây hôm thứ Bảy công bố các biện pháp trừng trị khắc nghiệt, bao gồm việc chặn một số ngân hàng khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết các cuộc đàm phán với Moscow mà không có điều kiện tiên quyết sẽ được tổ chức tại biên giới Belarus-Ukraine. Hãng thông tấn Nga TASS hôm Chủ nhật trích dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu vào sáng thứ Hai, có nghĩa là hồi sáng nay, và Thủy sẽ cập nhật đến cho quý vị kết quả của cuộc đàm phán như thế nào. Khi tên lửa rơi xuống các thành phố của Ukraine, gần 400.000 người dân, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã chạy sang các nước láng giềng. Hàng trăm ngàn người mắc kẹt ở Kyiv hôm Chủ nhật để chờ các chuyến tàu đưa họ về phía Tây tránh xa cuộc giao tranh. Thủ đô vẫn nằm trong tay của chính phủ Ukraine. Zelensky tập hợp người dân của mình hàng ngày bất chấp việc Nga bắn phá cơ sở hạ tầng nhân sự. Kính thưa quý vị, tin cập nhật của Thủy hôm nay đến đây xin kết thúc. Xin hẹn với quý vị lần sau. Bye bye.